Thưa quý vị, trong những ngày qua, bên cạnh các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn Đà Nẵng chung tay hỗ trợ cho công dân từ các tỉnh phía Nam về quê, di chuyển qua thành phố an toàn, hiệu quả. Thì các bạn trẻ nơi địa phương có điểm tạm dừng chân, chờ chuyển tiếp, lại hăng hái giúp đỡ người hồi hương bằng việc làm thiết thực, đậm tình người. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trạm trung chuyển hợp đường bộ Hải Vân. Những ổ bánh mì còn nóng hổi, những gói sữa cho trẻ nhỏ và cà phê pha sẵn cho người lớn. Cùng với những chiếc áo mưa và khẩu trang chống ướt được các bạn trẻ khu vực Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu trao tặng tay cho những người xa xứ. Chị Tiến, đại diện trong nhóm cho biết, mấy hôm nay, nghe tin bà con từ phía Nam di chuyển về quê bằng xe máy, có đi qua địa phương nghỉ tạm. Chị cùng anh em trong tổ 5 khu vực Kim Liên, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh còn khó khăn, nhưng cũng đã quyên công góp sức để mua những vật dụng thiết thực hỗ trợ cho người dân tiếp tục hành trình. Nhóm một em là trong số với nhau ở cái làng Kim Liên này, là bọn em thấy bà con đi về đây đông quá, nhưng mà thấy có rất nhiều người rất là đói mà trẻ con rất là nhiều, là bọn em trong tâm bọn em tự xuất phát ra là chung nhau để mua cho bà con thôi. Nói chung mà ai cũng sợ thì không có ai để giúp bà con hết, nói chung là vẫn phải sợ, nhưng mà đã mình phải bảo hộ cho bản thân mình trước mắt là đầy đủ, thì tụi em cũng muốn là bà con mình cùng chung tay. Khi mà mọi người đi ngang qua Đà Nẵng thì khi mà họ về quê rồi họ sẽ nhớ mọi người cùng tham gia và giúp đỡ cho mọi người về quê. Dạ, trong cái tình gọi là cái tình chia sẻ cho trong lúc khó khăn bệnh dịch. Vợ chồng anh Phà A Của, tỉnh Sơn La, làm công nhân trồng cao su ở tỉnh Đồng Nai. Đợt này về lại quê nhà không còn tiền, xe hỏng cần phải thay xăm lốp để tiếp tục cuộc hành trình. Đến địa phận Đà Nẵng, người dân hết lòng hỗ trợ, anh chia sẻ. Suốt những ngày qua em đi từ Đồng Nai về đến đây là cái lực lượng chức năng hỗ trợ cơm này, nước này, hỗ trợ đồ ăn miễn phí và san đi đường cũng là rất là nhiệt tình và có tâm huyết với mình ạ. Dự kiến trong những ngày tới, số lượng người dân di chuyển qua địa bàn Đà Nẵng còn gia tăng. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của các quận huyện sở ngành, nhiều nhóm thiện nguyện nhà hảo tâm tại thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống, săn xe cho người dân về quê đi qua Đà Nẵng. Việc tham gia hỗ trợ của các công dân Đà Nẵng là nghĩa cử cao đẹp, vun đắp thêm tình người Đà Nẵng.